Sáng ngày 28 tháng 1 tại huyện Yên Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới dự và tặng quà động viên các đoàn viên công nhân. Sự kiện thu hút trên 3.000 đoàn viên công đoàn người lao động tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như nhảy dân vũ, dạ hội, nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe, thi kéo co, thi gói bánh trưng, múa sạp, đốt lửa trại, bốc thăm trúng thưởng với các phần quà có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ hơn 440 xuất quà Tết với số tiền gần 500 triệu đồng, trao 2.100 vé xét nghiệm y tế miễn phí, các phiếu mua hàng không đồng và mua hàng giảm giá tại gần 50 gian hàng phúc lợi.